Được biết là việc thí điểm chúng ta đón khách quốc tế đến với huyện đảo Phú Quốc sẽ được triển khai qua hai giai đoạn. Đầu tiên, giai đoạn 1, tức 3 tháng đầu, thí điểm đón từ 3.000 đến 5.000 khách mỗi tháng thông qua các chuyến bay thuê chuyến, triển khai phục vụ khách trong phạm vi địa điểm hạn chế. Giai đoạn 2, tức là 3 tháng sau khi mà chúng ta đánh giá được giai đoạn 1 triển khai thí điểm, nếu đảm bảo yêu cầu, sẽ mở rộng quy mô đón từ 5.000 đến 10.000 khách một tháng. Trong đó thì Việt Nam của chúng ta hướng đến đón dòng khách từ các thị trường tiềm năng và có độ an toàn cao về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu vực như là Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông và khu vực châu Úc. Vâng, có thể nói Phú Quốc là một điểm đến vô cùng hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn bởi hòn đảo này đang là một trong những cái địa phương đều được kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam khi mà trong thời gian gần đây chúng ta không có ca lây nhiễm ở cộng đồng. Có thể nói đây là điểm đến an toàn cho du khách. Vậy thì những du khách quốc tế khi mà đến đây vào tháng 10 tới sẽ cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái biểu đồ sau đây của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu tiên khi mà khách du lịch quốc tế chúng ta đến với Phú Quốc, từ nhập cảnh lưu trú đi lại, tham quan đều phải tuân thủ theo các chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp. Đầu tiên, trước chuyến bay thì khách du lịch cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để được nhập cảnh, bao gồm giấy chứng nhận tiêm chủng, trong đó đã tiêm đủ liều và liều cuối cùng, cách đó là ít nhất 14 ngày, bên cạnh đó là không vượt quá 12 tháng. Thứ hai là giấy xác nhận đã được khỏi COVID-19, trong đó từ việc xuất viện đến lúc nhập cảnh không quá 12 tháng nếu không may khách hàng bị mắc COVID-19. Thứ ba là xét nghiệm bằng SARS-CoV-2 với phương pháp là real-time PCR trong vòng 72 giờ cho kết quả âm tính trước khi mà khách xuất cảnh. Khách cần phải đăng ký tham gia tour du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành và có hợp đồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch. Trẻ em dưới 12 tuổi được phép đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ. Vâng, và chúng ta cũng cần phải chú ý là trước khi nhập cảnh, du khách phải cài đặt và khai báo y tế thông qua các ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn như là Vietnam Safe Travel VST, Healthy Vietnam VHD cùng, và bên cạnh đó chúng ta sẽ dùng mã QR code để xuất trình tại cửa khẩu khi mà chúng ta nhập cảnh vào Việt Nam. Trường hợp mà du khách không đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó chi phí quay về địa điểm xuất cảnh hoặc quá cảnh đến một nước thứ ba thì khách hàng phải chịu toàn bộ. Khi mà nhập cảnh thì khách du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đầu tiên phải kể đến đó chính là quy tắc 5K. Thứ hai, xuất trình các giấy tờ tùy thân có liên quan. Di chuyển theo sự hướng dẫn về khu du lịch, nghỉ dưỡng đã được đăng ký. Và nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, phải tuân thủ các biện pháp cách ly y tế ngay tại cửa khẩu. Bên cạnh đó thì khách phải luôn bật chế độ Bluetooth và GPS để có thể là kiểm soát ra vào các địa điểm trong suốt thời gian mình nhập cảnh. Tại cơ sở lưu trú thì khách được lấy mẫu xét nghiệm. Nếu cho kết quả âm tính, du khách được tham quan các địa điểm trong tour du lịch trọn gói. Nếu kết quả không may là dương tính hoặc là nghi ngờ lây nhiễm COVID-19, sẽ được điều trị hoặc cách ly, có thu phí, theo đúng quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Khách quốc tế sẽ được lấy mẫu xét nghiệm có thu phí trước khi rời khỏi Việt Nam một ngày. Vâng, được biết câu chuyện mở cửa du lịch đón khách quốc tế đã được bàn đến bàn lui từ năm 2020 và đã nhận được rất nhiều những quan điểm đa chiều vào mỗi thời điểm. Dự kiến chỉ còn hơn 10 ngày nữa thì Phú Quốc sẽ bắt đầu thực hiện đón khách quốc tế đến đây để du lịch. Tuy nhiên đến nay, một trong những điều khiến cho thành phố đảo xinh đẹp này vẫn còn băn khoăn, đó chính là hộ chiếu vaccine hay là thẻ thông hành xanh hiện tại vẫn chưa được sử dụng một cách rộng rãi. Trong khi đó thì tỷ lệ tiêm vaccine đủ 2 mũi cho mỗi người dân tại đây mới đạt 5% và tỷ lệ tiêm mũi 1 khoảng 35%. Vẫn chưa đạt chỉ tiêu để có thể đảm bảo an toàn trước COVID-19 cho du khách quốc tế khi đến đây cũng như là người dân bản địa. Và theo dự kiến, từ đầu tháng 10 sắp tới, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 1 cho 109.000 người còn lại và hoàn tất tiêm 2 mũi cho người dân vào cuối tháng 10. Có thể thấy là mặc dù việc thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đến với Phú Quốc đang trong những ngày gấp rút cuối cùng, song đến thời điểm này, nguồn vaccine cho Phú Quốc vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đã đề ra. Vậy thì Phú Quốc sẽ phải làm gì để giải quyết được bài toán này khi mà thời gian mở cửa đón khách không còn xa? Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ được kết nối với ông Quỳnh Quang Hưng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được nhờ trường quay kết nối ạ. Xin chào ông Quỳnh Quang Hưng. Có thông tin rằng là Phú Quốc vẫn đang gặp khó trong việc chúng ta tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho người dân. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này không ạ? Thành phố Phú Quốc cũng đã có cái sẵn sàng để mà đón khách du lịch quốc tế cũng như khách nội địa đến Phú Quốc, đặc biệt là thực hiện cái tinh thần cái kết luận số 07 của Bộ Chính trị về cái hộ chiếu vaccine. Có thể nói cho tới thời điểm này thì Phú Quốc cũng đã kiểm soát rất là tốt cái tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến nay thì không có lây nhiễm trong cộng đồng. Các ca F0 thì do chúng tôi kiểm tra, kiểm soát, test nhanh và phát hiện và đưa vô điều trị. Cũng chưa có ca nào lây trong cộng đồng. Do đó đây cũng là cái điều kiện thuận lợi
để Phú Quốc bảo vệ cái vùng xanh, và chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ cái vùng xanh. Tuy nhiên cái việc đón khách du lịch, mở cửa du lịch trong cái thời gian tới thì cũng có nhiều cái điều kiện, có nhiều cái tiêu chí, có nhiều cái vấn đề phải đặt ra. Ví dụ như khách đến Phú Quốc thì phải đảm bảo là tiêm đủ 2 liều vaccine, hoặc là phải trước khi lên máy bay thì phải có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, hoặc là liên quan đến cái sổ khám sức khỏe điện tử, hay là phải khai báo y tế, rồi vấn đề mà ra Phú Quốc rồi đón đưa rồi đi đến ở vân vân, nó phải đúng theo cái quy định hướng dẫn của ngành y tế. Để có thể nói là Phú Quốc đã sẵn sàng thực hiện cái chủ trương của Bộ Chính trị cũng như cái tinh thần cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì, và chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cái nỗ lực tốt nhất để thực hiện hiệu quả cái kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Vâng, đó là câu trả lời cho vấn đề về vaccine khi mà chúng ta mở cửa du lịch. Vậy thì những vấn đề khác thì sao ạ? Liệu Phú Quốc còn có gặp phải những khó khăn nào khác hay không ạ? Nhiều chuyên gia thì cho rằng việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại tại Phú Quốc không thể nói là làm được ngay, mà còn phụ thuộc rất nhiều những yếu tố, đặc biệt là nguồn nhân lực du lịch. Câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài thông tin được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên hầu hết các hoạt động kinh tế tại Phú Quốc đều bị tạm ngưng, trừ những ngành thiết yếu như là cung cấp lương thực thực phẩm, dược phẩm vận tải. Trong khi đó thì lĩnh vực du lịch có đến gần 800 khách sạn resort với hơn 26.000 phòng lưu trú đã phải ngừng hoạt động. Từ đây thì hàng chục ngàn lao động cũng rơi vào cảnh mất việc làm hoặc chỉ còn giữ 1/3 thời gian làm việc của ngày thường. Theo thống kê thì mức lao động nhập khi mà cao điểm ở Phú Quốc là trên 52.000 người. Tuy nhiên, từ khi mà dịch bệnh bùng phát lần thứ tư cho đến nay thì số lao động trên đảo Ngọc này chỉ còn khoảng 29.000 người. Trong khi những cái resort cao cấp lại phải duy trì đội ngũ nhân viên nhất định để bảo dưỡng cơ sở vật chất, chăm sóc phòng ốc sơn vườn, thì những khách sạn từ 3 sao trở xuống đã phải đóng cửa hoàn toàn vì họ không chịu nổi chi phí. Những doanh nghiệp lữ hành đã và đang làm gì để đảm bảo được nguồn nhân lực cho thời điểm mở cửa đón khách quốc tế? Chúng tôi kết nối với chị Trần Thị Bảo Thu là giám đốc tiếp thị truyền thông công ty lữ hành Fiditur Vietlust Tour để có những thông tin đa chiều về vấn đề này. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Vâng ạ, xin được chào chị Thu. Ở trong thời điểm Phú Quốc mà gấp rút chuẩn bị hoàn thiện mọi công tác để mở cửa đón du khách quốc tế sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thì các doanh nghiệp lữ hành có gặp khó khăn gì không, đặc biệt là về vấn đề nhân lực thưa chị? Mình nghĩ là có một số vấn đề nó không chỉ riêng là vấn đề của Phú Quốc, mà nó gần như đó là vấn đề chung của doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn và cả điểm đến. Có thể đó là những cái vấn đề ví dụ như là việc mở cửa đón khách thì dự kiến là mình sẽ triển khai thí điểm từ từ. Vì vậy cho nên là các cái khách sạn, điểm đến và doanh nghiệp lữ hành thì có thể là sẽ gặp khó khăn trong cái việc mình thiết kế sản phẩm sao cho hấp dẫn khách hàng, vì phải cân nhắc xem là các cái dịch vụ nào sẽ được mở cửa để hoạt động trước trở lại, chứ chưa thể nào mình có thể hoạt động lại toàn bộ dịch vụ. Rồi trước đây thì đa phần khách inbound á, thì thường là tham quan tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc hoặc là Hà Nội Phú Quốc, thì nay chỉ bay đến Phú Quốc. Như vậy cho nên chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu về đường bay, rồi công tác phục vụ, chi phí dịch vụ, rồi đội ngũ cả nhân sự phục vụ luôn. Vì tour thì yêu cầu là cái khâu chuẩn bị nhân sự đón và phục vụ khách thì tập trung hoàn toàn tại cái điểm chính là Phú Quốc. Một điều khá là quan trọng nữa là có thể là điểm đến cũng sẽ gặp cái áp lực trong việc là đẩy nhanh cái tiến độ để tiêm chủng vaccine đủ 2 mũi cho toàn bộ cái cư dân vùng du lịch. Ngoài ra thì cái công tác mà huấn luyện, trang bị cho đội ngũ làm dịch vụ tại địa phương để làm sao mà áp dụng chuyên nghiệp đúng tiêu chí các cái quy trình du lịch an toàn cũng là một vấn đề không đơn giản. Bước đầu cũng gặp một số cái vấn đề về nhân sự. Ví dụ như một số nhân sự thì hiện tại là không tập trung hoàn toàn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì cái việc tổ chức triển khai trở lại các cái sản phẩm, các cái thị trường để đón khách thì công ty hiện tại cũng đang phải tổ chức lại, ra lại cái mô hình để phân bố và cập nhật lại tình hình nhân sự cho phù hợp. Vì cái nhân sự để phục vụ cho du khách đó thì ngoài chuyên môn thì cũng phải đảm bảo cái tiêu chí về an toàn sức khỏe để phục vụ khách. Nhưng mà các cái hoạt động hiện tại thì mình đang triển khai
từ từ, có nghĩa là bước vào từng giai đoạn, chứ không phải là triển khai hoạt động trở lại hoàn toàn 100%. Cho nên là có thể là sẽ tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp du lịch, cho họ cái mức thời gian có thể là nhiều hơn để kịp phục hồi lại cái đội ngũ nhân sự của mình. Vâng, có thể thấy là đến thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Phú Quốc thì vẫn chưa có được sự chắc chắn rằng là liệu trong tháng 10 tới đây họ có thực sự được mở cửa để đón khách du lịch hay là không. Tuy nhiên có thể thấy được sự vui mừng chờ mong của họ khi được phép hoạt động trở lại để đón tiếp du khách nước ngoài đến với thành phố đảo Ngọc xinh đẹp này. Ở một khía cạnh khác, một phần người dân cho hay các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ lại không quá mong mỏi được mở cửa lại thị trường quốc tế bằng mọi giá. Nguyên nhân là gì? Thưa quý vị và các bạn, với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được chọn làm thí điểm để đón khách du lịch quốc tế vào tháng 10 tới phải là các khách sạn có tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao, có khu vực lưu trú riêng đặc biệt dành cho khách quốc tế, có phòng hoặc khu vực lấy mẫu xét nghiệm riêng biệt tại nơi lưu trú và khu vực đón cách ly trong khu vực là trường hợp chúng ta phát hiện du khách bị nhiễm bệnh. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì cần phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và hoạt động từ 3 năm trở lên, với mức đón khách du lịch vào Việt Nam tối thiểu là 30.000 khách một năm, nộp ngân sách tối thiểu là 1 tỷ đồng một năm. Vâng, rất nhiều những cái tiêu chí đã được đưa ra và có thể nói đây là một trong những cái khó khăn không hề nhỏ và chưa thể nào có giải pháp kịp thời đối với người dân cũng như là các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ. Hiện thì chúng tôi kết nối với chị Quỳnh Vương Băng Ngân là chủ của một đơn vị kinh doanh du lịch nhỏ lẻ tại Phú Quốc để chúng ta tìm hiểu về câu chuyện của doanh nghiệp của chị. Xin được chào chị Ngân ạ. Thưa chị, khó khăn gì đang diễn ra đối với những người dân và các đơn vị kinh doanh nhỏ tại Phú Quốc khi mà chúng ta không được tham gia đón khách du lịch vào tháng 10 tới đây ạ? Hiện tại cái việc phủ tiêm vaccine cho người dân ở Phú Quốc này chưa có được hoàn tất, thì theo mình tìm hiểu thì tầm khoảng 35% dân số ở Phú Quốc này được tiêm vaccine thôi. Một cái thứ hai đó là theo mình nghĩ á, nó làm cũng khá là khó khăn cho các công ty và cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Phú Quốc này, trong cái việc mà về nhân lực, tiền và của, thì như bạn cũng đã biết rồi, ở Phú Quốc đã gần 3 tháng đóng cửa du lịch, không có đón một cái lượt khách nào từ nội địa, và tầm khoảng 9 tháng là không không có đóng không có đón một cái lượt khách nào từ quốc tế. Vậy nên là cái vòng tiền và cái nhân lực ở đây nó hiện tại nó rất là khan hiếm. Một cái thứ ba nữa thì là hiện hiện tại thì chưa có một cái công văn, một cái văn bản nào chính thức của cơ quan chính phủ hoặc là sở du lịch để hướng dẫn người các doanh nghiệp ở Phú Quốc này cụ thể hơn, chi tiết hơn về cái việc là doanh nghiệp nào, cá nhân nào có thể tham gia vào cái thị trường đón khách quốc tế sắp tới. Tất tất cả các văn bản, các kế hoạch đều là mơ hồ, và trong trong tất cả các văn bản kế hoạch đó thì có một cái phần là chỉ một số doanh nghiệp được tham gia vào việc đón khách quốc tế này thôi. Vậy những cái doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào thì các doanh nghiệp du lịch ở đây chưa nắm. Vâng ạ, thưa chị, nếu như mà chúng ta không đủ điều kiện để tham gia thì những cái người kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ như chị á thì không biết là sẽ có sự xoay sở như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ thêm không ạ? Trước mắt á, thì mình cũng có một kế hoạch cho riêng mình cũng như cho công ty mình, về nếu như mà mình không có khả năng để mà mình không có đủ điều kiện để mình tham gia vào cái trò chơi này, thì mình đang chuyển hướng sang một cái thị trường khác, đó là thị trường nội địa. Vì hiện tại thì cũng có một vài kế hoạch là sẽ mở đường bay lại cho khách nội địa tới Phú Quốc. Vậy nên hiện tại thì làm tất cả mọi mong chờ mong muốn đều 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 chờ vào, bám vào cái lượng khách du lịch nội địa này. Tất cả các doanh nghiệp mọi người đều
đều trong tư thế rất là sẵn sàng, và mọi người đều có kế hoạch để quay lại, mọi người đều cố gắng điều động các nguồn nhân lực còn sót lại ở đảo Phú Quốc để mà chuẩn bị cho cái việc mà mở cửa lại sắp tới. Còn các doanh nghiệp lưu trú thì ở đây họ cũng rục rịch, mình dùng từ rục rịch là họ cũng lau dọn lại mọi thứ, họ họ tuyển thêm nhân sự để chuẩn bị cho một cái kế hoạch sắp tới. Nói chung là mọi người ở đây rất là hy vọng về cái thị trường khách nội địa sắp tới để diễn ra, vì khách quốc tế là chắc chắn là ở đây ở Phú Quốc sẽ rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cá nhân cá thể, rất là nhiều doanh nghiệp lưu trú không có khả năng hoặc là không có đủ điều kiện, là tại nên là chỉ còn bám vào nội địa thôi. Vâng, có thể thấy là hiện nay thì nhiều quốc gia đang tiến hành mở cửa du lịch để vực dậy nền kinh tế sau những tác động trầm trọng của đại dịch. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thì Phú Quốc sẽ chính thức được mở cửa, thực hiện thí điểm đón du khách quốc tế. Những khó khăn như là hộ chiếu vaccine vẫn chưa kịp phổ rộng đủ cho người dân, hay việc các doanh nghiệp về du lịch chưa kịp tháo gỡ về nguồn lực, quy mô được thí điểm khiến nhiều đơn vị còn e dè sẽ được tháo gỡ như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và gửi đến quý vị và các bạn các thông tin liên quan trong những bản tin tiếp theo của VTC Now.